Ok anh em, giờ gặp mâm mình đã vô xong rồi. Mình sẽ lấy mình test cho anh em một dòng Phạm Đồng ha. Cái form như cái form mình cũng nói anh em à. Cái form con CBR 1027 đổ lên này là chạy phơi lắm. Cái máy nó chạy cũng phơi nữa. Dùng nước rồi sáng giờ sao nó không có ấy ta. Chết. Đấy, chạy gì. Thường thường mà trong những cái đoạn đường đông giống vậy chạy dữ lắm là số 3 lên số 4, số 5 là bắt đầu nó bị giật. Chạy đâu được nhanh. Cái form 27 cho tới 29 đó mấy bạn ngồi nó phơi hơn những cái form đời cũ khá nhiều luôn á. Những cái đời như 2007 cho tới đời 2016 á. Và cái máy của nó làm cũng khác hẳn. 3R á, thì mình chưa được test thực tế ở ngoài đời. Chỉ có test ở trong track thôi. Do mà test trong track là bên đơn vị người ta bán hàng người ta khóa hết tất cả các công năng hiệu năng hết rồi, nên là mình không có thể mà biết cái con xe đó là chạy cái gia tốc như thế nào. Còn về cái vấn đề mà test max speed cái con đó nó lên số 4, số 5 mà 299 thì anh em khá rõ rồi, ai cũng biết về cái nước hậu con đó nó khá là kinh điển rồi. Nên là mình không phần phải bàn nữa, mình đang nói với cái vấn đề mà cái cảm giác ga. Cái con này mà cái đuôi nó hơi nhậm lên tí xíu đó là đúng ray luôn.
vô cho mình rồi. Mấy bạn chế mâm chế dĩa đồ mấy bạn chạy mà sao trẻ cỡ đó thôi với các bạn, lên hai xị mấy là cũng ghê gớm rồi các bạn. Rồi vô luôn anh trai. Mấy anh giao thông quá trời rồi. Này mấy anh giao thông tay rồi mấy bạn ơi. Quá phê, lâu lâu đi xe mượn phê quá. Rồi, dính cái đèn rồi. Rồi, còn qua được. Tôi anh quá đó thôi được rồi các bạn. Trong mặt quá. Dạo này mình già cả rồi. Nó chạy mấy cái style này không thích hợp nữa rồi. Và khi mấy bạn vô full cái công năng như cùm thắng nè, rồi heo Rambo, dĩa Rambo, mấy bạn thắng cái cảm giác nó ôm cái bố nó phơi lắm mấy bạn. Và vấn đề mấy bạn phải đi cái dĩa tốt tí xíu nha. Mấy bạn đi dĩa Trung Quốc hoặc là dĩa cái bố tốt xíu. Bố mấy bạn xài bố dán là thua luôn á. Đi.
cái form nó ngồi cũng phê nữa. Các bạn có thể thấy được là cái phần sườn nó sẽ cao hơn cái phần đi đông nhiều so với lại những cái đời 26 đổ về trước không. Ừ, nó nằm múc ở dưới luôn á. Cái yên này mới cần nhỏng lên tí xíu là đẹp. Sớm mà gặp anh trai bác đá là thấy buồn rồi. Cái bô đề lên cái tour mà khoảng tầm 9-10 ngàn mấy anh em nghe cũng phơi bộ không? Đó mấy ảnh à, sáng mấy ảnh đứng đây hơi bị đông luôn á, một nồi luôn á, chứ không phải giỡn đó. Honda thấy mùa xuân anh em. Mấy con CBR ngàn từ đời 2012 lên tới đời 2019 luôn. Mình thấy nó có một cái bệnh chung là khi mấy anh em đề lên gấp á, nó hay có một tiếng róc nhẹ. Lắm anh em. Giờ đời 2017 mấy bạn kiếm khoảng tầm đâu đó 4 xị tới với 4 xị 3 là các bạn kiếm được xe. 470, 408 là đời 2018, 5 xị lên tới đời 2019 luôn. Nói chung là một con xe trong nhà Honda trong cái tầm giá và thực sự đáng trải nghiệm anh em. Gia tốc có, nếu mà nói mà so về với R1 thì nói chung là chắc là không bằng 1.8, 1.10. Nhưng mà nói mà so về cái form ngồi cũng gọi là thoải mái hơn R1 tí xíu. R1 thì cái thùng xăng nó hơi dài, đâm ra mấy anh em nào mà tay ngắn giống như mình đó, là nó hơi chồm. 1m65, 66, 67 đồ là nó sẽ hơi chồm từ đằng trước. Tư thế ngồi của CBR thì nó im dịu hơn, nó thoải mái hơn tí xíu, nhưng mà nó cũng ra dáng ray ray hơn là so với lại những cái bản đời cũ rồi. Về cái độ bền thì nói chung là nó cũng xem 19, 10 so với tất cả những cái hãng xe Nhật thôi. Kawa thì mình không dám nói, Kawa thì nó mình thấy nhiều xe nó cũng hơi mau xuống máy hơn rồi so với lại Gia với lại Honda. Su thì châu bò rồi. Sau này thì những cái hãng xe Nhật thì người ta làm cũng là cái chất lượng cũng ngang nhau hết rồi. Chẳng qua là do cái cách bảo dưỡng, bảo trì của mỗi chủ xe thôi. Hồi nãy mà đi cái bộ Abrao á, đề còn phê nữa. Rồi, về tính tiền lụm lúa, trả nhà mấy bạn. Sớm tập thể dục như đó là quá phê. Mình đi test xe riết mà bây giờ bị điểm danh luôn các bạn.
trai người Pháp là đang chờ mình ở bên hông á. Trời ơi, nghỉ đi anh trai. Chiêu chiêu, lấy đồ thăm cốt trước cốt sau với lại mấy ốc dễ giùm anh thử rồi ok hết chơi cho anh đi về luôn. Ốc là đem đi xi, rửa sườn vệ sinh trong ngoài, rồi đồ nào bể là thay, rồi sơn dàn chân, sơn dàn áo, bô là sơn cái cổ màu đen, còn cái ở phần dưới là đánh bóng lại. Sơn dàn chân là có lốc máy luôn. Em biết rồi nhưng mà không có sửa chữa gì. Đúng rồi, xe này không có sửa. Rồi xong hết phiên em, cảm ơn em rất nhiều nha. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ của mình nha. Mình là Mr. Ken 79.